Cuộc đua vaccine COVID-19 tiếp tục có thêm những đối thủ tham gia vào sân chơi này. Tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc đã vừa chính thức nộp hồ sơ lên Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc để chuẩn bị đưa vaccine ra thị trường. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thái Bình, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn về một trong năm loại vaccine của Trung Quốc đang nằm trong cuộc chạy đua nước rút để đưa vào sản xuất. Vâng, điều mà người dân tò mò là giá bán bao nhiêu, vận chuyển như thế nào, bảo quản như thế nào và hiệu quả mấy chục phần trăm thì đến nay tập đoàn vẫn còn giấu. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn này cho biết là kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, tức là giai đoạn cuối trên hàng chục ngàn người khắp nơi trên thế giới đã cho kết quả tốt hơn mong đợi. Thực tế thì đến nay đã có gần 1 triệu người dân Trung Quốc đã được tiêm khẩn cấp loại vaccine của Sinopharm và cho kết quả tốt và chưa ghi nhận phản ứng phụ nào. Đến nay thì giá bán của vaccine Sinopharm vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên cách đây không lâu thì lãnh đạo này cho biết là tiêm 2 mũi có giá khoảng 145 đô la Mỹ, tức là tương đương hơn 3 triệu 350 ngàn đồng Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cấp cao của Trung Quốc cho biết thì các loại vaccine của Trung Quốc khi đưa ra thị trường sẽ có giá thấp hơn nhiều. Vâng, xin trở lại trường quay.